Dạ, em mời hai chị ạ. Nấu kiểu gì đây? Chậm chạp lề mề. Cái này làm sao mà ăn được? Mày nấu có mỗi món này thì ai ăn là được. Khiếp này. Cái món này ra cái gì? Ôi giời ơi, sao anh thấy mấy đứa cứ chặt chém nhau mãi thế nhở? Các cụ đã bảo rồi, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Thế mắt anh sao đây anh? Mắt thank you.
mề. Cái này làm sao mà ăn được? Mày nấu có mỗi món này thì ai ăn là được. Em nấu 4 món mà. Một món có mỗi cái quả mướp đắng. Mướp đắng cũng nấu với trứng, mướp đắng nấu với thịt, chứ có phải là nấu không đâu. Ăn một cái đi. Đấy. Cái này không ngon. Ăn chả làm cái gì luôn. Chị chê mà chị ăn nhiều thế à? Thế bây giờ mày nấu ở đây ta không ăn được mất cái chó ăn à? Cái gì vậy? Khiếp này. Cái món này ra cái gì? Ăn cả ngon rồi. Ôi trời ơi, sao anh thấy mấy đứa cứ chặt chém nhau mãi thế nhở? Bác cụ đã bảo rồi, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Khôn ngoan ấy thì đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ tới ngoài đỡ nhau, nhầm đá nhau, đúng không? Bây giờ ấy, chúng ta sang đây được ăn được nói, được gói mang về rồi, chúng ta phải trân trọng công sức của Thảo, trân trọng cái tấm lòng của Thảo chứ, đúng không? Ai vừa rồi này, vợ anh dám chê cơm anh nấu rồi. Bướng quá anh. Nhìn ngon quá nhỉ. Cho anh ăn với nhá. Thế mắt anh sao đấy anh? Mắt này tối qua xem Eozo thức muộn nên nó bị thâm. Không gì đâu. Thế là xem Eozo bằng một mắt hả anh? Ôi trời, thời đại nào mà xem Eozo bằng hai mắt nữa. Bây giờ có vợ có con rồi, một mắt là gắn vào cái màn hình Eozo, còn một mắt là nhìn tâm sự với vợ, hiểu không? Anh thấy nhau rồi. Mắt này cách này. Thôi, không nhắc được. Ăn đi, anh thấy đồ ăn ngon lắm rồi đấy. Vợ anh ăn đi ạ. Thôi, có gì hai chị xin lỗi nhá. Xin lỗi. Đúng rồi. Thế anh chị ăn đi ạ. Thì em bỏ qua nhau đấy là được đấy, anh vui. Ngon đấy à? Anh ăn đi thôi. Ngon, phải ăn nhiều ý. Ngon, đâu? Anh tranh thủ ăn về nhà bây giờ vợ cắt cơm. Đậm đà đó. Anh ăn ít thôi. Đồng nhận Thảo kéo tay nhở.